các bạn. Chúc cả nhà một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc. Trời ơi, cái cây này nhìn nè cả nhà ơi, nó đẹp quá trời đẹp luôn. Cái cây quýt này mình không biết tên gì mà ăn ngon lắm nha cả nhà, ăn nó giòn, nó thơm. Cây mới trồng 3 năm mà gốc cũng to lắm nha nhà. Nhìn nè, quá là trái luôn, mình luôn trời. Trái như muốn xỉu luôn á nè. Trái đẹp chứ sợ luôn. Để mình hái thử con trái mình ăn nó coi nó chín chưa không biết nữa. Đây bây giờ mình lên mình hái cái trái bự trên đây. Chắc cái trái này nó chín rồi đó cả nhà. Đây, hái em này nè. Đó. Giờ mình hái nha. Wow. Cái trái nó nhìn đẹp quá cả nhà ơi coi nè. Giờ hái ăn thử coi nó ngon không? Quá là đẹp luôn. Đi xuống. Xuống. Đây, bây giờ mình lột cái trái quýt này ra nha cả nhà. Trời ơi, cái dầu của nó ra ướt tay luôn á cả nhà. Thơm quá chừng luôn á. Wow. Lột cũng dễ lột. Đây. Đây cái muối quýt đây. Mời cả nhà ăn quýt nha. Quýt ngon quá trời. Mời cả nhà ăn quýt nha. Ăn thử quýt này giờ nó ngon chưa? Ngon quá nè. Cái quýt này cả nhà ơi nó ngọt gắt luôn á cả nhà. Ngon lắm. Nó giòn. Nó giòn mà nó ngọt gắt luôn á. Cái muối quýt nè cả nhà ơi. Cái muối quýt nó rất là ngọt luôn á. Cái cây này ngon quá cả nhà ơi. Trái to mà ngọt nữa, giòn, nước nhiều, không bị khô nha cả nhà. Ngon ngọt nè cả nhà. Cây này năm nào mẹ mình á ăn đâu có hết đâu. Đem bán á. Bán hả, năm nào cũng mấy chục phao. Hai cây lận, cây này với cây sát bên nhà nữa. Trái nó bằng khủng khiếp luôn á. Cả nhà nhìn thấy không? Quá trời trái luôn. Trái cái này đâu đâu cũng mày trái hết trơn á. Mình ăn ở vòng vòng ở ngoài thì nó ngọt lắm, nhưng mà tới ruột thì nó hơi chua một tí. Giờ mình mời cả nhà ăn thử cái trái hành ngọt nha. Nó ngọt ngay không? Mà trong ruột nó hơi chua cả nhà ơi. Chưa chín á. Quá chừng trái luôn. Năm nay nó ít trái lắm cả nhà ơi. Mấy năm rồi nó giữ trời lắm, nó nhiều lắm. Mà bữa nay nè, mỗi năm phải lặt bỏ bớt á. Để thôi, cái trái nào mà nó ăn không được á, nó bị chai đó, phải bỏ bớt. Cái này gần Tết hái được rồi. Nhưng mà nó cũng còn xanh lắm, nó chưa có vàng nhiều. Đây, mình phải quay dưới đây cho mọi người coi nè. Mình phải quay nhìn ở dưới đây cho cả nhà mình xem nè. Đó. Ở đây nguyên cái đám này nó lừ hết trơn luôn. Đây là cây bưởi ổi thứ hai. Cây này rất là ngon. Nó thơm lắm cả nhà. Cái cây trái này nè, cái cây này nè. Cây này ăn ngon hơn cây kia. Và trái cũng to to mà. Nó còn ở trong. Ở trong lá nhiều lắm. Rồi. Chắc mình nghỉ ra đây được hết cả nhà. Thử nha. Ồ, nó nặng dịch luôn chứ. Ui, chui ra. Mình bẻ được một trái bưởi ổi nè cả nhà. À, cây bưởi ổi này đó cả nhà. Ăn nó rất là ngon. À, nó thơm lắm cả nhà. À, chỉ có cái cây này á thì ăn nó có nước nó chút xì lắm mà nó ngọt. Nó chút xíu gì chua mà nó rất là thơm. Cái cây này mình rất là thích.
còn một cái cây bên kia nữa. Thì bây giờ mình qua bên kia mình bẻ thử cho mọi người xem ha. Để coi bưởi ổi giờ này nó có chín hay chưa. Giờ mời cả nhà theo mình qua cái cây bên kia mình bẻ nha. Ê. Nó nhiều quá cả nhà ơi, bây giờ mình không biết bẻ trái nào luôn á. Cái trái này nó to lắm nhưng mà nó còn xanh nè cả nhà. Ở đây nó còn xanh, nó chưa có già. Giờ mình lựa trái nào nó vàng. Có cái trái này nè. Nhắc nha. Cũng nặng, nó cũng còn hơi xinh xanh nhưng mà trái này nó chắc nghĩ ăn được rồi đó. Dạ, đi. Vô mình cắt trái này nha cả nhà cả. Trái này nó to nè. Đây là cái trái bưởi thứ hai cắt bên cái cây này. Bây giờ mình cắt ra cho cả nhà xem ha. Nhưng mà cái bưởi này thường mình để nó cắt từng 10 ngày ăn nó ngon. Nhưng mà tại vì mình muốn cắt thử cho nó chín chưa. Mình cắt cái trái bưởi thơm trước nha cả nhà. Được, trời ơi cái nè. Mình cắt theo cái kiểu này đi. Wow, ở trong cây cả nhà nhìn nè, nước nhiều lắm nha. Đây cho mọi người xem. Cây bưởi này nó rất là ngon. Nó có hột chứ, mấy năm rồi nó không có hột đó cả nhà. Đây, dạ, rất là dễ lột luôn nha cả nhà. Đây mình cắt gì ra cho cả nhà xem. Ở nay mình lột kiểu mới nha. Trời ơi cái nè, cái muối bưởi này á. Cái muối bưởi này nó ngon quá cả nhà ơi, cái nè. Rất là dễ lột luôn á. Nó có hột. Năm rồi nó không hột, năm nay nó có hột nha. Cái bộ lột kiểu này nó mau quá cả nhà, nó lẹ nữa. Nó chốc lóc ra nè. Wow. Dễ lột ghê á. Cái này là cái cây bưởi thơm nha cả nhà. Còn cái cây bưởi này mình mới hái bên đây nè. Giờ mình cắt cái trái bưởi này cho cả nhà xem ha. Tại cái này thường phải để nó chín ăn mới được cả nhà. Nó chín ăn nó mới ngon. Còn giờ mình hái mình muốn thử liền cho cả nhà xem á. Coi nó có ngon hay không. Wow. Cái trái này nó cũng chút xì lắm. Giờ mình cắt ra thử nha. Trái này năm nay cây nào cũng có hột hết trơn á. Năm cỡ nó không có hột cả nhà ơi. Wow, cái trái này nó cũng chốc lóc luôn á cả nhà ơi. Dễ lột đó cái nhà. Nào cả nhà thấy dễ lột không? Nó chốc lóc luôn. Cái bưởi này đó. Wow. Những cái muối bưởi ngon á cả nhà. Cái này mình cắt ra gì xong rồi nè cả nhà. Mình lạng một chút xíu cái vỏ nó, mình lột nó rất là dễ luôn á cả nhà. Đây cho cả nhà xem, mình tách nó rất là dễ luôn á.
Đây nè cả nhà nhìn thấy không? Rất là dễ tách luôn. Khỏi mình không có mất công làm, mình không có mất thời gian nhiều dưới lột cái vỏ cả nhà. Mình thấy cách nhìn nó lẹ. Đây. Rất là nhanh luôn cả nhà. Cả nhà mình làm thử kiểu này coi. Bưởi mình đã cắt ra xong rồi nè mọi người ơi. Đây là cái trái bưởi thơm. Nó có hột. Nó có một chút xíu hột ha. Nhưng mà cái muối bưởi rất là đẹp luôn nha. Nó không có bị khô nha cả nhà. Còn bên đây không gì nữa. Muối rất là no tròn luôn nha. Không có bị khô miếng nào hết. Mình giờ mình ăn thử hai cây kia. Nó có cái khác biệt gì không ha. Giờ mời mọi người cùng ăn với mình nha. Giờ mời cả nhà ăn cái bưởi thơm với mình nha cả nhà. Cái cây bên kia thì nó rất là thơm. Mình rất thích cái cây bên đó, nó thơm lắm. Bưởi ổi thường xanh không thơm, mà cái cây đó này nè nó thơm lắm. Mà ăn rất là ngon. Để coi năm nay cái trái nó chưa chín lắm. Thường mình hái xuống mình để khoảng cả tuần 10 ngày mình ăn nó rất là ngon. Còn giờ mình hái mới ăn liền, không biết nó có ngon hay không ha. Mời cả nhà nha. Ngon quá cả nhà ơi. Cái bưởi ổi này nè cả nhà. Nhiều người á nói rất nó rất là khô, nhưng mà cái bưởi nha mình nó không bị khô nha. Nó nước nhiều lắm. Nó có nước, nó không bị khô, nó có nước mà ăn nó giòn, nó ngọt. Nó không bị đắng luôn nha. Mà nó có chút xíu chua nhẹ thôi. Không, thường ta nói là bưởi ổi nó không có vị chua, nhưng mà cái này nó có chua nhẹ nha. Một chút xíu thôi, không nhiều lắm. Mà ăn nó ngon lắm cả nhà ơi. Ngon quá trời ngon. Giờ mình ăn tới cái cây bưởi này nha cả nhà. Đây, muối bưởi của nó đây. Rất là mập mạp, u nu u na luôn. Nhìn dễ thương thì thôi luôn, nhưng mà phải ăn em. Quá trời ngon luôn. Mời cả nhà ăn bưởi ngay với mình nha. Giờ mình ăn tới cái cây này ha. Cây này đó cả nhà. Cái trái này hình như nó chưa chín tới á. Nó cũng ngon. Nó giòn nhưng mà nó không ngọt bằng cái cây bên kia. Cây kia quá trời ngọt luôn. Cây này cũng ngọt nhưng mà ngọt ít hơn. Ví dụ cây bên kia nó ngọt 10 á, thì cái cây bên đây nó ngọt chừng khoảng 7 à. Nó không bằng cây bên kia. Mà ăn vẫn rất là ngon nha. Cái bưởi như mình ăn ngon lắm. Nó không có bị tuy là mới hái xuống đó, nhưng mà nó không có bị the, bị đắng. Mà nó nước nhiều nhưng mà nhìn nó gáo như nè. Mà ở trong cái nhà nhìn nè, nó cũng có nước nha. Nó không có bị khô nha. Nó không có bị khô gan như mấy bữa kia. Ăn nó cũng có nước. Ăn cũng ngon lắm cả nhà ơi. Chắc tại cái gốc bưởi nhà mình nó to. Cái cây này nó cũng mấy chục năm mình nè cả nhà. Đó cái gốc nó. Thành ra nó mới ngon á cả nhà. Còn cái cây nhỏ nhỏ thì mình không biết sao. Chứ mấy cái cây này năm nào ăn cũng ngon hết trơn á. Mê mấy cái cây bưởi này lắm. Bây giờ thì mẹ mình chưa có hái. Tại thường Tết tới là khoảng khoảng hai mấy Tết á, mẹ mình bắt đầu hái hết bưởi xuống luôn. Hái hết trơn hai cây luôn, rồi mấy chim bưởi đồ lại á, để cho nó mùa xuân nó ra nhánh này, nó ra hoa đó cả nhà. Năm nào cũng vậy hết, năm nào là nhỏ lớn gì cũng phải hái xuống hết luôn. Video không để dài nha, mình xin ngưng ở đây nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của mình. Xem video nhớ tặng cho mình một like nha. Còn những ai chưa đăng ký kênh, xin hãy bấm nút bên dưới để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo của Máy Xanh nha cả nhà. Chúc cả nhà một ngày an lành và tràn đầy niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống nha. Bye bye.